Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống, số phát sóng tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa là 1.320 tỷ đồng, dự toán của Hội đồng Nhân dân giao là 1.638 tỷ đồng. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, ngành thuế cùng với các địa phương, đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật về thuế. Trong 6 tháng đầu năm, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 567,4 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 34,6% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 525,1 tỷ đồng, bằng 51,5% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 46,1% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh và bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 chưa đạt tiến độ đề ra. Kết quả nêu trên là hệ quả tất yếu từ những tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị trên thế giới. Trong nước, sức ép lạm phát, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, chỉ số sản xuất kinh doanh một số ngành đã có dấu hiệu thu hẹp cũng đã khiến nhiệm vụ thu ngân sách của toàn ngành thuế gặp nhiều khó khăn. Đối với Cao Bằng, các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản trầm lắng, các hoạt động giao dịch mua bán bất động sản chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dân giảm đáng kể, dẫn đến các khoản thu liên quan đến bất động sản giảm sâu so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số ngành nghề kinh doanh khác cũng giảm so với cùng kỳ, như có 7 trên 16 khoản giảm thu, thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương, thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Mặt khác, thực hiện các chính sách mới ban hành, chính sách miễn giảm thuế năm 2022-2023, gia hạn nộp thuế năm 2023 theo các nghị quyết, nghị định, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tác động giảm nguồn thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Số giảm thu 6 tháng đầu năm 2023 là 52,5 tỷ đồng, ước cả năm giảm thu trên 112 tỷ đồng. Khắc phục những khó khăn vướng mắc đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm thì có triển khai thực hiện cái nhiệm vụ thì có một số cái khó khăn. Cái thứ nhất là cái tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh thì đạt mới trên 3,2, nên là cái cũng ảnh hưởng đến cái nguồn thu ngân sách. Cái thứ hai nữa là một số cái doanh nghiệp công nghiệp tại địa bàn tỉnh Cao Bằng thì 6 tháng đầu năm qua cái theo dõi cái việc kê khai của các doanh nghiệp thì giảm so với cùng kỳ khoảng tầm 50% cái số nộp ngân sách. Thì với cái lý do là do hạn hán, các thủy điện là kê khai thì cái sản lượng giảm 50%, và đối với lại ví dụ như công ty gang thép thì số nộp năm 2023 này thì đạt rất thấp, vì với cái lý do là chưa được tỉnh bàn giao cái mặt bằng của cái mỏ Nà Rụa để mà khai thác, nên là doanh nghiệp phải mua nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra phôi thép, nên là cái số thuế nộp của năm 6 tháng đầu năm 2023 giảm. Ở đây thì còn một cái lý do nữa là cái giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh thì mới đạt được cũng trên 20%, cũng là một cái lý do mà ảnh hưởng đến cái công tác thu ngân sách. Thành phố Cao Bằng là địa bàn rộng, số thu ngân sách lớn. 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 50,3% kế hoạch.
để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Từng công chức thuế của địa phương cần nêu cao vai trò trách nhiệm, phân tích rõ những sắc thuế để đưa ra nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách trong những tháng cuối năm. Trong đó, tìm rõ một số khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp tăng thu cho ngân sách nhà nước. Rà soát các nhà thầu xây dựng trên địa bàn, công trình phát sinh trên địa bàn để quản lý, cưỡng chế thu triệt để, tăng cường giám sát kê khai, đôn đốc nộp thuế phát sinh, thuế nợ đọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai sai, trốn thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đối với các biện pháp mà của cơ quan thuế, những cái nhiệm vụ cụ thể của cơ quan thuế là cơ quan thuế sẽ tiếp tục là tăng cường việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh và rà soát để đưa các hộ kinh doanh trên địa bàn vào quản lý thuế. Thứ hai là thực hiện điều tra doanh thu đối với các hộ kinh doanh để nhằm đưa những cái hộ kinh doanh mà có cái doanh thu và số thuế phải nộp chưa phù hợp với cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để đưa lên tăng doanh thu và tăng thuế. Thứ ba là cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái việc kiểm tra rà soát việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai, và đồng thời là cũng tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa đơn cũng như là việc kê khai nộp thuế của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai để nhằm tăng thu ngân sách và tránh thất thu thuế. Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh việc chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cũng như là hoạt động cho thuê nhà đất trên địa bàn thành phố, và để mà làm sao mà tăng thu từ những cái nguồn này để thực hiện cái hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Thứ tư nữa là cái tiếp tục làm đẩy mạnh việc tăng cường việc đôn đốc quản lý nợ thuế, là tiếp tục phân công cho nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức đối với việc quản lý thuế và giao nhiệm vụ cũng như là chỉ tiêu cụ thể cho từng công chức thuế, và đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế mạnh như là cưỡng chế bằng trích tài khoản ngân hàng, thông báo ngừng sử dụng hóa đơn và cấm xuất nhập cảnh đối với các doanh nghiệp mà có số thuế nợ lớn mà dây dưa chây ý nợ thuế. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục rà soát là chuyển một số hồ sơ mà có những cái của doanh nghiệp mà có số thuế nợ lớn mà chây ý mà cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế để chuyển sang cơ quan công an tiếp tục phối hợp để mà đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nêu trên, ngành thuế tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 để tổ chức triển khai quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phối hợp hiệu quả với các sở ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, tập trung đẩy mạnh khai thác tăng thu từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, kinh doanh số, thương mại điện tử, hoạt động chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ, công nghiệp. Kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cục thuế chúng tôi đã xây dựng 10 biện pháp cụ thể để mà triển khai thực hiện cái nhiệm vụ công tác 5 6 tháng cuối năm, cố gắng làm sao mà hoàn thành cái chỉ tiêu cao nhất. Có 10 cái biện pháp thì cũng nêu rõ là cái thứ nhất là thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để làm sao mà tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi cái phát triển sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai là tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, người nộp thuế để làm sao mà thực hiện đúng theo quy định của các luật quản lý thuế và các luật thuế. Nội dung nữa là
Để triển khai được cái dự toán thu năm 2022 thì cũng đề xuất với lại lãnh đạo tỉnh là chỉ đạo các sở ngành và các địa phương là triển khai cái việc các thủ tục để liên quan đến cái đấu giá quyền sử dụng đất, làm sao mà cố gắng đạt được cái số thu cao nhất về cái nguồn thu này. Còn về phía cục thuế thì chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ công chức là thực hiện nghiêm túc cái chức trách nhiệm vụ để làm sao mà giải quyết những thủ tục hành chính và làm sao mà quản lý chặt chẽ nhất đối với người nộp thuế qua những cái biện pháp của cơ quan thuế. Thì một là thực hiện tốt và vận động tuyên truyền để các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thực hiện cái việc triển khai cái hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền, cố gắng làm sao quản lý chặt chẽ cái công tác kê khai liên quan đến cái quản lý hộ. Thì đối với hộ kinh doanh thì trên địa bàn chúng ta thì cũng phải quản lý chặt chẽ hơn, phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra đối chiếu chéo để mà làm sao xác định quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh phải kê khai nộp thuế. Còn một cái nguồn là chúng tôi sẽ chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt cái công tác động viên và tuyên truyền cái việc mà kê khai đúng giá kinh doanh bất động sản để làm sao mà tăng được cái thu qua cái hoạt động này. Và còn một cái việc nữa là chúng tôi sẽ làm tốt cái trách nhiệm, thực hiện đúng cái chức trách nhiệm vụ của cán bộ thuế để làm sao mà tránh cái tình trạng là thực hiện cái nhiệm vụ không đúng chức trách nhiệm vụ, để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ thu cuối từ giờ đến 31 tháng 12 năm 2023 thì với cái tinh thần là quyết tâm quyết liệt để làm sao mà thực hiện hoàn thành được cái dự toán cao nhất của Hội đồng tỉnh giao. Với những nỗ lực của ngành thuế, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và việc chấp hành của các tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ là yếu tố quan trọng quyết định đến việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ngân sách, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng cục thuế vừa có thông tin báo chí về công tác quản lý hóa đơn nhằm trốn thuế. Trong thời gian qua, về cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ tốt pháp luật về thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp luôn tìm cách gian lận về thuế, mua bán hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, phát hiện một số đối tượng sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân giả để thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp ngừng hoạt động để bán hóa đơn không hợp pháp cho các doanh nghiệp làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Mục văn bản chính sách sẽ thông tin về công tác quản lý hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế. Trong thông cáo mới phát đi, Tổng cục Thuế cho biết đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống. Trường hợp 524 doanh nghiệp bán hóa đơn này khác với trường hợp các doanh nghiệp bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế vì các doanh nghiệp bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào. Theo Tổng cục Thuế, đây là kết quả của việc thời gian qua, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng, rà soát, phát hiện một số đối tượng sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân giả để thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp ngừng hoạt động để bán hóa đơn không hợp pháp cho các doanh nghiệp làm giảm nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương thông báo mời doanh nghiệp liên quan đến 524 doanh nghiệp có rủi ro cao nêu trên để chứng minh việc sử dụng hóa đơn là hợp pháp. Việc giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bằng văn bản là lựa chọn của doanh nghiệp. Luật Quản lý thuế số 38 đã quy định trách nhiệm, quyền lợi của người nộp thuế liên quan đến hóa đơn. Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc về bên bán hàng thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế.
Trường hợp phát hiện người nộp thuế sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt hành vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế. Cũng theo Tổng cục Thuế, danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh được đăng tải kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh quy định tại Điều 29, Nghị định số 126/2020 NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế sẽ tự động chặn xuất hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Người nộp thuế có thể tra cứu danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn. Tiếp theo phần thông tin nợ động lớn. Danh sách công khai thông tin người nợ thuế kỳ báo cáo tháng 6 năm 2023. Thông tin người nộp thuế nợ lớn, tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển năng lượng Đông Bắc 19,08 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng 6,62 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển HT Cao Bằng 5,07 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Minh 4,72 tỷ đồng, công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc 4,26 tỷ đồng, hợp tác xã Thành Công 3,79 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng 19 tháng 8 3,14 tỷ đồng, công ty đầu tư xây dựng Hưng Thịnh 3,14 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Nga Hải 2,95 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dũng Anh 2,36 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên 1,83 tỷ đồng, công ty cổ phần điện khoáng sản Cao Bằng 1,72 tỷ đồng. Hợp tác xã Trường An 1,52 tỷ đồng, công ty cổ phần thương mại Tây Giang 1,44 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Giang 1,43 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thái Hòa 1,37 tỷ đồng, công ty cổ phần cốc hóa Tây Giang Cao Bằng 1,35 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 874, 1,25 tỷ đồng. Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng 30 tháng 4, 1,2 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Đông, 1,17 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường, 1,04 tỷ đồng. Tổng công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Cao Bằng, công ty trách nhiệm hữu hạn 985,92 triệu đồng. Công ty cổ phần hợp lợi Cao Bằng, 901,67 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang 787,19 triệu đồng. Công ty cổ phần công trình giao thông 116 778,04 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn 3883 768,32 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phúc Lộc 765,88 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vũ Thành 724,84 triệu đồng. Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng 669,87 triệu đồng. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch Cao Bằng 648,3 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Mạnh Quân 640,6 triệu đồng. Đến đây chuyên mục chính sách thuế vào cuộc sống xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.